Anh rồi cũng như bao nhiêu người khác yêu em bằng tình yêu gian dối, và anh đã cho trái tim em vụn nát ra đi mãi quên em thật rồi. Giờ bỗng quay về làm trái tim quặng đau, chỉ thấy ê chề lằn đứng không nhìn nhau. Giờ nói thêm gì mình đã mai biệt ly, tình ta nay chẳng còn gì. Về đi anh, em không thể yêu lần thứ hai. Về đi anh, em đã bước qua một nỗi đau dài. Về đi anh, yêu đương chúng ta chỉ thế thôi. Về đi anh, em đã quên hết rồi. Đành chia tay, quên đi những đêm dài khát khao. Đành chia tay, quên đi ai ân nồng cháy hôm nào. Đành chia tay, quên đi dối gian người đã trao. Đành chia tay, quên đi giấc mơ hạnh phúc ban đầu. Hương Yên kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa xem một trích trong cái phần đĩa CD với một cái tên là Quên Đi Hạnh Phúc Ban Đầu, cũng là tên của bài hát mà ca sĩ Kim Phượng vừa trình bày. Kính thưa quý vị, nói tới ca sĩ Kim Phượng đó thì chúng ta tại thành phố Houston rất là quen thuộc với chị trong các sinh hoạt cộng đồng, và ngay cả trên làn sóng 57.3 thì ca sĩ Kim Phượng cũng đã xuất hiện cũng khá nhiều và được đồng hương chúng ta đón nhận như là một người ca sĩ tại thành phố Houston rất là năng nổ trong những sinh hoạt văn nghệ của cộng đồng. Thì hôm nay đó, với một cái dịp rất quan trọng đối với ca sĩ Kim Phượng là lần ra mắt thứ hai CD Quên Đi Hạnh Phúc Ban Đầu sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 3 này tại Houston by Night trên đường Willcrest. Kính thưa quý vị, thì trong cái tinh thần đó chúng tôi có mời ca sĩ Kim Phượng cùng với ca sĩ Nguyễn Quỳnh là người cùng trình diễn trong cái CD đó để cùng thưa chuyện với quý vị. Thì trước hết xin chào ca sĩ Kim Phượng và ca sĩ Nguyễn Quỳnh ạ. Chị chào Hương Yên, lâu quá mới gặp lại được Hương Yên. Và Kim Phượng xin gửi đến lời chào tất cả quý vị khán giả của đài BYN 57.3. Dạ vâng. Nhưng tôi Nguyễn Quỳnh, thành thực được cảm ơn Hương Yên, cũng như được cảm ơn tất cả các anh chị ở trong cái đài BYN 57.3. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chị Kim Phượng thì cũng khá quen với chúng tôi. Chúng tôi có vị khách mới lần đầu tiên lên làn sóng là ca sĩ Nguyễn Quỳnh. Thì chúng tôi dành câu hỏi cho người vị khách mới của chúng tôi, rồi chúng tôi sẽ hỏi chuyện chị Kim Phượng sau. Thì trước hết xin hỏi anh Nguyễn Quỳnh đó là lần đầu tiên Hương Yên thực sự là cũng được biết anh tham gia vào cái đĩa CD của chị Kim Phượng. Thì cái hoàn cảnh nào, cái nhân duyên nào mà đưa đến anh phải cùng cộng tác với chị Kim Phượng trong một đĩa CD như vậy ạ? Phải hả? Thưa vâng, thì tôi cũng có những cái cơ duyên rất là được may mắn. Cô ca sĩ Kim Phượng là một ca sĩ nổi tiếng ở Houston. Riêng tôi thì chỉ là một người đi hát những cái bản nhạc tranh đấu nhiều hơn là những cái bản tình cảm như cô ca sĩ Kim Phượng. Tuy nhiên, sau những cái lần sinh hoạt văn hóa với nhóm Bụi Vàng cũng như thử bên anh em bên Hội Văn Bút Việt Nam hải ngoại, thì những lần chúng tôi sinh hoạt văn hóa như vậy thì có cơ duyên được gặp cô ca sĩ Kim Phượng, và từ đó thì tôi được có được một cái opportunity để mà làm việc cũng như thử là ca hát với cô Kim Phượng. Thì chúng tôi đã ca cũng rất nhiều bài ở trên tầng sóng của BYN, cũng như mùa xuân vừa rồi chúng tôi cũng có mặt ở trên BYN. Dạ vâng. Và đài VN. Dạ vâng, quý vị đang xem là hình ảnh của ca sĩ Nguyễn Quỳnh có tham gia vào chương trình của sân khấu Tết của BYN TV vừa rồi đó. Thì đây là cũng là một cái dịp mà để mà ca sĩ Nguyễn Quỳnh đến với làn sóng 57.3 và sắp tới lại đến với cộng đồng trong cái đĩa CD của ca sĩ Kim Phượng. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi ca sĩ Nguyễn Quỳnh thêm. Nhưng bây giờ chúng tôi có chị Kim Phượng, mặc dù là cũng nhiều lần lên làn sóng để phỏng vấn rồi, nhưng hôm nay đó thì Hương Yên phải muốn chị Kim Phượng tâm tình về cái đời sống một tí. Đôi khi nói về chuyện công nó không nhiều, bây giờ nói với chuyện riêng tư thầm kín theo kiểu là Phượng là ai, cô gái hay chàng trai đó. Thì bây giờ là nếu mà nói như vậy đó thì bây giờ chị Kim Phượng coi như là thổ lộ điều gì được nè?
Trước tiên em muốn khen chị nay đẹp quá. Đó cũng là một cái chia sẻ đó, mà quý vị thấy không, chị Kim Phượng coi như là mặc cái áo dài mà bước vào phòng đó là Hương Yên thấy là phải sáng chói, và Hương Yên bất ngờ khi chính những cái ống ánh đó là chính tay chị Kim Phượng làm, và được biết rằng là đó là cái nghề trước đây của chị Kim Phượng rất là chuyên nghiệp. Chị chia sẻ thêm ạ. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thì cũng có một cái cơ duyên là sẵn Kim Phượng đi hát cho một cái hội đoàn, rồi cũng nghĩ là cái áo này cũng đẹp, thì mình sẵn dịp này để mình lên mình nói về cái CD 2 của mình cũng là một cái việc rất là quan trọng đối với chị. Thành ra chị nghĩ tại sao mình không làm đẹp. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị thì cái theo kiểu mà tâm tình mà Phượng là ai đi. Thì ở đây thì cũng có một số quý vị cũng có biết là Kim Phượng có thêm một cái nghề là nghề đính hộp, design mấy cái hộp đá, thì cũng có làm cho nhiều người ở đây. Thì cái chuyện đó để từ từ, để giờ lo cái chuyện CD trước, rồi mai mốt thì Kim Phượng sẽ liên lạc cùng quý vị, sẽ có một cái chỗ để mà thân mời quý vị đến đặt hàng. Dạ vâng. Để phục vụ quý vị về quần áo. Nhưng mà chị Kim Phượng mà không tự giác tâm tình đó thì Hương Yên hỏi đó nha. Lần nào lên đây cũng bị Hương Yên tra tấn từ sống tới chết quý vị. Dạ vâng. Nhưng mà quả thực là chúng tôi thấy chị Kim Phượng là trong những hoạt động cộng đồng đó, thì chị Kim Phượng tham gia từ những bài hát xuân cho tới những bài hát đấu tranh, cho tới những bài hát về quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Giọng hát của chị chúng tôi không dám dùng những từ ngữ và để mà ca tụng, nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng là những giọng hát của chị cũng đã đi vào khán giả của đồng hương Việt Nam chúng ta tại thành phố Houston. Ai ai cũng cảm mến, và lúc nào chị lên sân khấu diễn thì cũng lắng nghe và cổ võ rất là nồng nhiệt. Và chúng tôi cảm nhận được cái sự chuyên nghiệp của chị trên sân khấu một cách vững vàng hơn nhiều so với những người mà đôi khi chúng ta thấy là lên diễn nhưng mà chưa thấy được cái sự vững vàng đó. Thì thưa chị, đây là lần thứ hai chị ra mắt CD rồi. Cái CD mà gọi là Quên Đi Hạnh Phúc Ban Đầu này đó thì phải thai nghén bao nhiêu lâu thì mới đẻ ra được ạ? Vâng, kính thưa quý vị, tháng 5 vừa rồi thì Kim Phượng đã cho ra mắt cái CD đầu tay tại hải ngoại, đó là cái CD Mưa Thương Nhớ Ai, với sự trợ giúp của ba nhạc sĩ Tam Hoàng là Hoàng Văn, Hoàng Cầm và nhà thơ Hoàng Ngọc Ẩn. Thì phải nói là Kim Phượng vô cùng cảm động và trước những cái tình thương yêu mến của tất cả khán giả đã đến với mình. Thật ra cái rất là thành công trong cái đêm ra mắt CD đó, và đó cũng là một cái giúp cho chị thêm một cái bạo dạng nữa để bước tới cái CD thứ hai. Thì khi mà ra cái CD thứ nhất thì có nhiều khán giả hỏi là những bài hát này cũng rất là hay, nhưng mà nó cũng còn hơi mới lạ đối với khán giả. Còn Kim Phượng đã từng hát những bài hát khán giả yêu thích quá, thì tại sao Kim Phượng không hát những bài đó? Thì chính vì những câu hỏi đó là động viên cho chị. Thật ra chị mới, trong cái CD này là gồm những cái bài hát mà đã từng được khán giả yêu thương, cho nên Kim Phượng hát. Và xem đây không phải là một cái CD để mà đem bán như là những ca sĩ nổi tiếng của Thúy Nga hay là của Asia, mà chỉ là để thân thương gửi đến tất cả những khán giả đã yêu mến mình tại Houston. Chỉ mong mỏi được nghĩa là truyền ở trong cái Houston này để giữ vững, hoặc là một cái đĩa để kỷ niệm cho khán giả sau này nếu mà chị mà không có đi hát nữa thì khán giả nghe lại sẽ nhớ tới Kim Phượng. Dạ vâng, chưa gì đã tính tới chuyện không đi hát nữa rồi là hơi là không được rồi, phải không ạ? Kính thưa quý vị, là chúng tôi thấy trong cái CD này đó, mà trong cái list mà trong cái dự trù mà để in đĩa đó, thì chúng tôi thấy có 12 bài. Chúng tôi nhìn thấy có cái bài hát mà bản thân Hương Yên cũng rất là thích, mà được anh Nguyễn Quỳnh đây trình bày đó, mà cũng khá là căng, Riêng Một Góc Trời của Nguyễn Thị Miên. Bài này chắc có lẽ nhiều người thích lắm. Thì thưa anh Nguyễn Quỳnh, khi mà thực hiện bài này thì anh có bị áp lực gì không ạ? Thưa anh, có lẽ không bị một áp lực nào đâu, nhưng mà đó là một cái bản nhạc mà có thể nói được lên những cái tâm tình của mình khi mình ca những cái lời ca trong cái bản nhạc đó. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà phải hỏi rằng là chúng tôi thấy anh Nguyễn Quỳnh chọn là những bài hát thuộc cái thể loại nhạc không phải dễ hát đâu quý vị. Nào là bài hát Niệm Khúc Cuối, anh Nguyễn Quỳnh trình bày của tác giả Ngô Thị Miên, cũng rồi như là Riêng Một Góc Trời cũng của Ngô Thị Miên, rồi có những bài Song Ca với chị Kim Phượng, và Khoảnh Khắc của Trương Quý Hải. Những bài hát mà Hương Yên cho là cũng khá là căng chứ không phải là dễ hát. Thế anh có phải là anh thuộc cái dòng điệu, cái gọi là cái style của anh là hát những bài hát khó gặm không ạ? Thưa
Sự thực thì cái quả nào mà đắng đó thì ít người ăn. Nhưng mà lại ngon lắm phải không? Thường thường nó lại ngon. Chính vì vậy thì tôi lại thích ăn những cái quả đắng. Khó ăn nhưng mà ăn rồi, mà ăn được thì nó ghiền. Giống như trái củ hoài. Sự thực đó là những cái bản nhạc mà những cái tâm tình của tôi đó. Thì khi mà mình ca cái bản nhạc đó thì tự nhiên cái tâm lòng của mình, cái hồn của mình nó trải theo cái dòng nhạc cũng như từ lời thơ. Âm ra mình có thể diễn tả được và có thể release được những cái stress của mình trong trong đầu óc của mình. Thì chính vì vậy mà tôi thích ca những cái bản nhạc như vậy. Có một cái chiều sâu và có một cái chiều sâu nào đó để rồi là hồn mình có thể hòa được với những cái lời thơ và ý nhạc của mình. Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Quỳnh. Nhưng mà chúng tôi cũng thẳng thắn hỏi chị Kim Phượng một tí. CD đầu tiên là Mưa Thương Nhớ Ai, ra cách đây tháng 5 năm ngoái, là chưa đầy một năm. Một năm sau chị cho ra đứa con tinh thần thứ hai ngay. Như vậy chị, nếu mà so sánh Mưa Thương Nhớ Ai với Quên Đi Hạnh Phúc Ban Đầu thì chị dùng cái từ gì để so sánh? Thật sự ra đó thì với những dòng nhạc của Tam Hoàng, mặc dù nó còn mới lạ đối với khán giả nhưng mà chị cũng rất là thích. Tại vì có những cái bài hát, những cái lời của các nhạc sĩ đặt rất hay, rất đi sâu vào lòng chị. Thì chị nghĩ rằng cho dù hai cái lớp này là hai cái những cái dòng nhạc có như là được thị hiếu, và những cái dòng nhạc còn mới trong những cái tủ nhạc, thì nó cũng ngang nhau trong cái tâm hồn chị thôi. Tại vì là những cái bài hát nào mà mình thấy trong cái tâm tư mình thích được, mình lắng động được, mình có thể diễn tả bằng tất cả cái trái tim mình, thì chị cũng yêu như nhau. Nhưng mà nếu mà em hỏi chị rằng là bây giờ hai cái này mà để chị đi, chị Hương Yên tạm gọi một cách rất bình dân đó là đi quảng cáo đi, thì chị sẽ có nhờ thấy cái nào nó hay hơn, cái nào quảng cáo mạnh hơn, và cái đứa con thứ hai này nó khắc phục được những cái khuyết điểm của đứa con thứ nhất chưa? Đúng rồi. Cảm ơn Hương Yên hỏi cái câu này để mà nhắc nhớ cho chị, để mà chị nói như thế này. Thì đúng vậy, tất cả những cái gì mà thiếu sót, sai sót ở từ cái dĩa một, mình sẽ tập trung hết vào dĩa hai này. Và nhất là được cái dĩa hai này là những bài hát mà được khán giả từng yêu thích, thành ra chị lại hát càng có hồn hơn nữa. Dạ vâng. Thưa chị, thì khi mà ra đời của cái CD này đó thì chị chuẩn bị bao lâu và có những khó khăn và trở ngại gì không? Hương Yên nghĩ rằng sau một năm vừa mới ra xong, sau chưa đầy một năm ra nữa, không phải là chậm đâu quý vị, cũng khá là nhanh. Rồi nhanh quá thì có hơi vội không ạ? Khi bắt đầu mà cái đĩa CD bắt đầu thứ nhất đang chuẩn bị đã ra là chị đã chuẩn bị CD thứ nhì, và có thể nói là trong tư tưởng chị đã chuẩn bị cái CD thứ ba. Tại vì chị cho rằng cái thời gian và cái tuổi tác mình cũng sẽ không có bao lâu nữa, thì phải chạy nước rút. Vậy nó rút, chị nghĩ là từng ngày qua ngày. Cái gì mà chưa chi là đó là lo không còn bao lâu nữa. Thì Hương Yên cũng biết là thật sự mà nói, chị cũng cảm nhận được là mình được sự yêu mến của khán giả đồng hương rất là nhiều. Đó là một cái niềm rất là tự hào và tự tin của chị. Thì đó cũng là một cái mạnh dạng để chị thực hiện tiếp tục nữa. Thì kính thưa quý vị, là không có vội làng. Lòng của con người kia là lòng tham không đáy. Thì cho dù tới từng tuổi này và đã trải qua biết bao nhiêu mấy chục năm nghệ thuật, mà chị vẫn thấy rằng mình chưa có làm đủ, chưa có làm hết được những cái gì của mình muốn làm. Dạ, chị còn đang chuẩn bị một cái CD thứ ba là nhạc dân ca. Dạ vâng, có như là dòng chưa, nhạc dân ca cũng con đi vào vừa lòng mới chị. Ra xong là chuẩn bị là có bầu nữa, mang thai hay nghén có gì là không uống thuốc ngừa thai. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi cảm nhận được cái lòng mong muốn đó của ca sĩ Kim Phượng. Thường những người mà, nhất là những người hoạt động trong nghệ thuật đó, Hương Yên cảm nhận được, như chẳng hạn như chúng tôi làm những cái chương trình TV, khi mà có đẻ ra được một cái chương trình nào đó thì đó là cả một cái tâm huyết, và mong sao nó chạy thật nhanh, mong sao nó ra đời và thật là hay và được đồng hương đón nhận. Thì đó là chúng tôi cảm nhận được, và chúng tôi nghĩ rằng là cái CD mà dân ca của chị Kim Phượng đó rồi cũng sẽ chắc cũng ngót nghét một năm nữa lại đẻ nữa, phải không ạ? Dạ vâng, thì chúng tôi cũng chúc chị Kim Phượng sẽ đạt được cái ý muốn trong cái CD sắp tới thứ ba trong tương lai. Quay lại ca sĩ Nguyễn Quỳnh đó, thì kính thưa quý vị, chúng tôi thấy trong này ca sĩ Nguyễn Quỳnh trình bày 3 bài lẻ cùng với một vài bài song ca với chị Kim Phượng. Thì thưa ca sĩ Nguyễn Quỳnh, thì anh nghĩ rằng là
cái những bài hát của anh đã đóng góp được bao nhiêu phần trăm trong cái giá trị nghệ thuật cũng như là cái giá trị của CD này? Cái này hỏi thì nó hơi là trắng trợn, nó hơi thẳng quá, nhưng mà Hưng Yên thì thích câu hỏi thẳng. Vậy anh nghĩ là đóng góp được bao nhiêu trong cái CD này? Sự thực thì tôi không biết là cái số lượng đóng góp được bao nhiêu, nhưng tôi muốn được góp một phần nào trong cái tâm tình của tôi cho với trong cái cuốn băng với cô ca sĩ Kim Phượng này. Chứ tôi không ước muốn được một được là bao nhiêu phần trăm trong cái sự đóng góp của tôi. Tuy nhiên vì những cái bài hát của cô ca sĩ Kim Phượng đã lột được những ý tưởng và những cái suy tư của một phần nào mà tôi cảm nhận được trong trong tôi. Dạ, vâng. Bởi vậy với những cái bản nhạc của tôi trình bày trong đó thì cũng hòa theo được một phần nào với cái cảm nghĩ của ca sĩ Kim Phượng. Cái này chính vì vậy tôi không biết là tôi đóng góp được phần nào. Cái này Hưng Yên thấy là quý vị đồng ý với Hưng Yên là ca sĩ Nguyễn Quỳnh hơi chung chung rồi. Là không trả lời thật sự như thế này. Hưng Yên cho chị đóng góp thêm, nói thêm một chút xíu cái lời của anh Nguyễn Quỳnh. Thật sự ra anh là một cái người làm thương mại lâu rồi. Từ lúc mà anh qua Mỹ với hai bàn tay trắng, anh đã lăn lộn với công việc để tạo dựng những cái cơ sở, những cái công việc làm cũng như nhà cửa là của anh. Thì sau một thời gian đó thì có lẽ cũng hơi mệt mỏi rồi, thì bắt đầu anh nghe nhạc này nọ, thì tự nhiên anh thấy thích trở lại với những cái nhạc của Việt Nam. Thì anh cũng đã đóng góp đi theo nhóm Bụi Vàng, và gần đây nữa thì anh cùng với anh Hoàng Tường cũng đi hát những cái hội đoàn, những cái chương trình nhạc đấu tranh. Dạ, thì khi mà chị thấy được cái giọng hát của anh hơi lạ trong một cái show của Cố Đô Huế thì chị cũng mời anh hát. Thì chị thấy rằng anh cũng hát với tất cả những cái tâm hồn của anh. Là em biết là anh ở trước trên Porter, thành ra mỗi lần chị với anh mà muốn tập một bài hát để mà song ca là phải tập trên điện thoại. Nhưng mà anh cũng rất là cố gắng dàn xếp những cái công việc để mà cố gắng để mà thực hiện những cái bài hát. Thật ra chị thấy anh cũng rất là cái tâm hồn hướng về nghệ thuật. Và chị cũng ước mong rằng quý khán giả cũng sẽ đón nhận tiếng hát của anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi phải thừa nhận là khi mà làm cái gì chung đó thì phải có một sự kết hợp với nhau thật ăn ý, phải nhuần nhuyễn. Và đặc biệt là những tác phẩm nghệ thuật thì phải cần có một sự đồng điệu nữa. Dạ. Và chúng tôi thường nói là có cái chemistry đó, thì chúng ta mới làm được tốt. Và trong cái CD này, anh Nguyễn Quỳnh và chị Kim Phượng là làm chung, rồi hát chung, rồi thực hiện chung, thì chemistry đó là gì? Cái hóa học mà để cho nó tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật hay đó, thì cái đó là gì? Thưa anh Nguyễn Quỳnh. Thưa anh, thì nói về nghệ thuật đó, thì một khi mình hiểu được nghệ thuật đó là một cái gì đẹp và một cái gì trong sáng, thì mình nhìn được những cái trong sáng và nhìn được những cái đẹp để mà mình thưởng ngoạn. Đó là cái mà tôi nghĩ, đó là cái mà trong tâm tư của tôi trong cái quân CD này. Dạ vâng. Cảm ơn ca sĩ Kim Phượng. Ca sĩ Kim Phượng đang suy nghĩ điều gì đó. Chị đang suy nghĩ điều gì đấy ạ? Đang suy nghĩ là không biết sắp sửa bị Hưng Yên hỏi cái gì nữa, tra tấn cái gì nữa. Dạ vâng. Thì bây giờ thì chúng tôi cũng không còn nhiều thời giờ. Hôm nay Hưng Yên mới nói rằng là chị Kim Phượng là phải tâm tình, bởi vì là lâu quá rồi. Thực ra chị Kim Phượng rất là thường, rất là chúng tôi gọi là nổi tiếng tại cộng đồng, rất là popular đôi khi trong cái sinh hoạt cộng đồng. Nhưng mà thực ra là lên làn sóng thì cũng chưa khi nào mà chúng tôi để mà khai thác được gì Kim Phượng tâm tình đi theo một chút, chi tiết một chút. Nhưng mà hôm nay chị Kim Phượng có vẻ như cũng đã có tâm tình rồi, nhưng mà chưa hết không ạ? Lần sau chúng tôi có thời giờ, có cơ hội sẽ buộc chị Kim Phượng sẽ chia sẻ nhiều hơn quý vị. Nhưng mà chúng tôi còn vài phút cuối đó, thì chúng tôi đi lại cái buổi mà ra mắt cái cuốn CD. Thì trong ngày hôm nay đó, thì trong ngày hôm đó là ngày 16 tháng 3 tại Houston by Night trên đường Willcrest. Quý vị rất là dễ, cái khu đó quý vị đã quen biết rồi. Nhưng mà phải hỏi chị Kim Phượng thêm một chút là ngày hôm đó có gì đặc biệt thêm ạ? Vâng, kính thưa quý vị,
Và Kim Vượng xin thân ái mời tất cả quý vị. Đúng lý ra thì Kim Vượng sẽ gửi thiệp đến cùng quý vị, nhưng mà nhiều khi gửi thiệp gặp được người này không gặp được người kia, thì nếu lỡ hai người lỡ gặp nhau thì nó ồ tại sao chị có thiệp tôi không có thiệp, thì lại lúc đó lại giận Kim Vượng. Vượng không có muốn mít lòng hay là ai buồn Kim Vượng hết, phải yêu thương Kim Vượng càng ngày càng nhiều càng tốt. Vì vậy thì Vượng xin nhờ đài BVN coi như cái chương trình hôm nay cũng là một cái thay một cái thiệp mời đến cùng quý vị, một cái thông điệp gửi đến cả quý vị. Ước mong là quý vị sẽ đến với Kim Vượng cái ngày đó. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối. Kim Vượng cũng sẽ những cái chương trình của chị thì Hương Yên biết là lúc nào cũng mời khán giả kêu ăn hối lộ để có cái gì sơ sót thì khán giả tha thứ cho mình, nói đùa thôi, chứ còn mời quý vị đến dùng một cái buổi tiệc nhẹ nhẹ, xong rồi sau đó thì là Kim Vượng sẽ thân ái tặng tất cả quý vị những cái CD như thế này. Tặng bán ạ? Dạ, nghệ thuật là không bán. nhưng mà đó nó cái sự yêu thương mà bảo trợ của khán giả dành cho mình để ủng hộ cho chị, để mà chị có sức mạnh thêm nữa để chị ra tiếp tục cái CD thứ ba. Thì ước mong là được sự bảo trợ của quý vị. Và cái đêm hôm đó có ca sĩ gì tham dự? Có những ca sĩ của ở Houston thôi. Thì cũng có một số ca sĩ đã nhận lời mời như là Phạm Tuấn Ngọc, có ca sĩ của Vũ Trường Maxim, Như An, Trịnh Nhật Tuấn và nhiều nữa. Và cũng có những cái tiết mục đặc biệt thì Hương Yên biết là lúc nào chị cứ muốn bí mật về chót hết. Dạ vâng. Cảm ơn ca sĩ Kim Phượng, và chúng tôi dành vài giây cuối cho ca sĩ Nguyễn Quỳnh có vài lời với khán giả. Kính thưa quý vị, tôi cũng là người mới xuất hiện ở trong cái cộng đồng này. Tuy nhiên tôi rất là cảm thấy thú vị với những cái khi được đối diện với tất cả những cái sinh hoạt của cộng đồng. Tôi cảm thấy hết sức là vui, hết sức là gần gũi với cộng đồng. Chính vì vậy mà tôi vẫn tiếp tục để tham gia, cũng như tiếp tục để làm những cái công việc gì mà cộng đồng cần đến, có thể cần đến sự giúp đỡ chúng tôi, hoặc là chúng tôi làm được cái gì cho cộng đồng vui vẻ thêm, thì đó là cái nguyện vọng của chúng tôi. Cảm ơn ca sĩ Nguyễn Quỳnh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, chị Kim Phượng có nói là đĩa CD từ quý vị đến là không có bán, chúng tôi cũng phải thắc mắc nhưng mà chưa kịp hỏi là như vậy là cuối cùng nghệ thuật đầu tư là không có lấy lại phải không ạ? Là lỗ phải không ạ? Đánh đổi tất cả để được sự yêu thương. Nhưng mà sự yêu thương nó cũng xứng đáng lắm. Dạ vâng, cảm ơn ca sĩ Kim Phượng cũng như cảm ơn ca sĩ Nguyễn Quỳnh đã tham gia buổi nói chuyện của chúng tôi, cũng khá là vui. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa buổi ra mắt CD với một cái tựa đề là Quên Đi Hạnh Phúc Ban Đầu, một CD thứ nhì của ca sĩ Kim Phượng tại thành phố Houston, diễn ra tại Houston By Night vào lúc 7 giờ tối, theo như lời ca sĩ Kim Phượng cho biết, ngày 16 tháng 3, tức là ngày thứ Bảy, tại Houston By Night trên đường Willcrest. Rất là dễ tìm. Nếu mà quý vị cũng cần cái khu, những cái diamond, những cái khu mà nhà hàng phố xưa, cái khu đó quý vị đi sẽ rất dễ tìm. Và chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phỏng vấn lần sau. Và xin cảm ơn ca sĩ Kim Phượng. Cảm ơn Hương Yên và cảm ơn đài BYN. Thật cảm ơn Hương Yên và cảm ơn tất cả quý vị trên đài BYN.